diễn viên Anh Đức và vợ hot girl kém 12 tuổi hoãn đám cưới. Đám cưới của diễn viên Anh Đức và vợ kém 12 tuổi dự kiến diễn ra ngày 26 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hoãn lại. Trên trang cá nhân vào sáng ngày 21 tháng 7, diễn viên Anh Đức và vợ sắp cưới, diễn viên Anh Phạm thông báo rời ngày tổ chức đám cưới. Mong quý vị thông cảm, chúng tôi sẽ sớm cập nhật thông tin đến quý vị, bài đăng cho hay. Trước đó, đám cưới Anh Đức, Anh Phạm dự diễn ra ngày 26 tháng 7 tại một trung tâm tiệc cưới ở thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi chuẩn bị cho hôn lễ nhiều tháng qua và đã hoàn tất các khâu cuối cùng. Ngày trọng đại của cặp đôi dự kiến đón loạt sao Việt như Trấn Thành, Harry Won, Lê Giang, An Ly Hoàng Dương, Khả Như, Tuấn Trần, Phương Anh Đào. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, Anh Đức tiết lộ đám cưới của anh dự kiến có 800 người tham dự, bao gồm khách mời của hai bên gia đình. Đám cưới có một số quy định như khách mời mặc trang phục đen, nâu, không livestream trong lễ cưới và không dẫn trẻ em đến sự tiệc. Trong bài đăng ngày 16 tháng 7, anh Đức cho biết cảm xúc của nam diễn viên và anh Phạm rất bồi hồi, háo hức trước hôn lễ. Cảm ơn gia đình và bạn bè đã hỗ trợ chúng con. Cảm ơn tất cả anh chị báo chí đã quan tâm, ủng hộ và yêu thương vợ chồng tôi. Xin trân trọng và nhớ mãi những tình cảm này, anh Đức chia sẻ. Anh Đức sinh năm 1987, là diễn viên, nghệ sĩ hài. Ngoài ra, anh còn theo đuổi lĩnh vực MC, ca hát, từng ra MV. Phim gần nhất anh Đức tham gia là Mai do Trấn Thành đạo diễn. Anh Đức từng yêu Lâm Vĩ Dạ nhưng sớm chia tay và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Tháng 8 năm 2021, anh công khai chuyện tình với một người ngoài ngành nhưng mối quan hệ cũng sớm tan vỡ sau 10 tháng gắn bó. Anh Phạm tên thật là Phạm Quỳnh Anh, sinh năm 1999, từng là sinh viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, cô ra mắt với vai trò diễn viên, góp mặt trong nhiều MV và một số phim như Đường về có nhau, Hoa hậu giang hồ, Idol tỷ phú, Bình minh đỏ.